Theo Cục Hóa chất Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, Cục đã dự thảo trình lãnh đạo Bộ ký ban hành và ban hành tổng số 1.767 văn bản đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hóa chất đã xây dựng luật hóa chất sửa đổi và trình chính, chính phủ theo đúng tiến độ được giao. Về chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các bộ ngành, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tập đoàn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược này. Bước sang năm 2024, cục hóa chất sẽ tập trung xây dựng dự thảo luật hóa chất sửa đổi, theo đúng kế hoạch và thời hạn được giao, xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, xây dựng và hoàn thiện dự thảo chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình chính, chính phủ phê duyệt năm nay tập trung giả soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực hóa chất thuộc ngành công thương để xây dựng đề xuất kiến nghị bổ sung sửa đổi hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn quy chuẩn các quy định phù hợp công nghệ sản xuất tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất